Tôi không nghe được. Hay quá, chi sự. 1. 알아봅시다. Giờ em đổi máy. 1번. 대화를 잘 듣고 내용이 같으면 O, 다르면 X 하십시오. Anh nhìn mi nào, mi thì cho thầy cái đoạn này trước nào. 1. Là người con gái, người con gái làm sao đây? Nhận được. Nhận được điện thoại từ người con Của người trai. con trai xong lúc Huy Trung à, trong lúc đang họp tiếp người con gái gì đấy à, nộp cô tả là gì? Người Nộp con gái cô á, để quên à, để quên điện thoại rồi nên là không thể không thể nhận được điện thoại. à, tiếp người con trai trong Người lúc con trai trong lúc nấu ăn à, đã làm rơi cứ đứt rơi vỡ bát. à, làm vỡ bát đúng không? Rồi nghe này. 지금 회의 중인데 이따가 다시 전화해 주시겠습니까? 아, 죄송합니다. 일이 끝난 줄 알았어요. 2. 루이엔 씨, 왜 계속 전화를 안 받았어요? 아, 미안해요. 휴대전화를 놓고 오는 바람에 전화를 못 받았어요. 3. 요리하다가 실수로 그릇을 깨뜨렸어요. 다치지 않게 조심하도록 하세요. 2번. 대화를 Bọn nào nó đóng cửa như là phá đây, mấy cái đứa nào đóng cửa như là phá đấy, đặt thầy mi chọn được cái gì nào, một hai ba bốn năm nào, chọn cái gì nào, hôm nay thầy trung một tâm là nên là chúng nó ồn quá nào, chọn một là gì, đúng ạ, đúng. Tiếp hai, hai là đúng ạ, hai là đúng, ba cũng đúng ạ, đúng hết á. vâng. Rồi nghe lại xem nhé. Sai quả, 실수. 1. 알아봅시다. 1번. 대화를 잘 듣고 내용이 같으면 O, 다르면 X 하십시오. 1. 지금 회의 중인데 이따가 다시 전화해 주시겠습니까? Bây giờ tôi đang gì đấy? Bây giờ tôi đang họp. Bây giờ đang họp, chút nữa tôi Gọi lại. à, gọi lại được không? 아, 죄송합니다. 일이 끝난 줄 알았어요. À, xin lỗi, tôi thì đi Nó, khuyên nan chưa ạ. tôi Tôi tưởng tưởng là là kết thúc rồi, kết à, thúc tôi cuộc tưởng kết thúc việc rồi đúng sàn. không? Y À, rồi, vậy là cô này đang lúc họp thì là nhận điện thoại của con trai, đúng rồi. À, tiếp. Luyến 씨, vì sao liên tục gọi điện thoại không nhận? À, luyến tại sao lại không? Vì Sao không nhận điện thoại? à, liên tục nhận điện thoại kỳ sốc đúng không? À, miễn nè. 휴대전화를 놓고 오는 바람에 전화를 못 받았어요. À, vì đấy Tôi tôi để xin lỗi, quên tôi để quên điện thoại. ở nhà nên là không không gọi được, không nhận được, Thành. vậy là cũng đúng. Yoriadaga 실수로 그릇을 깨뜨렸어요. À, lúc nấu ăn tôi đã làm gì, Làm vỡ vỡ cái bát, vỡ bát sơ suất. Đá chi chứ ăn kia, chú à, hãy cố gắng để không gì đấy à, không bị thương. để không bị thương, hãy cẩn thận không bị thương. Y bằng. Vậy là cũng đúng nhá. Ok, trả lời có Diệp. Diệp nào, câu tiếp theo. Đây à, người con gái mà đã nghe lời của con trai
thì tương lai sẽ làm gì, sẽ làm như thế nào, đúng không? Là có Rồi. a là gì đây, sẽ Là gì, mượn ô, sẽ mượn cho, ô cái này là cho mượn nhé, sử dụng cho du tả, à sẽ cho con trai mượn 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 ô. mượn ô là Tiếp khi trời mưa thì là sẽ mưa mang thì ô sẽ mang, theo, à mang ô theo. C, trước à khi sẽ xác nhận trước, à trước à, khi mà lên tàu điện ngầm xuống, này đi tàu là xuống, xuống xuống trước tàu điện khi ngầm thì sẽ vào xác nhận các đồ vật, đồ các vật. đồ vật. Số 2 là hãy chọn cái giống với cái mà đã nghe. Tiếp chó ngu làm sao đây, Trong sẽ u sẽ thật đăng ký, à, đàn đăng ký yêu cầu hẹn hò, yêu cầu ai đấy, của yêu cầu con cô gái, gái. à, sẽ yêu cầu người con gái hẹn hò, đúng không? Tiếp à, cho ngu làm sao gì, từ dưới có Có bạn, bạn gái mà bạn đã gái quen được, à, đã quen được 2 hai năm, năm 2 năm rồi. Tiếp người con gái này cứ tưởng rằng là gì, chu là đã mình đã cứ tưởng là là có, có người bạn là con, à có bạn gái, à, à cứ tưởng là gì, cho ngu đã có bạn gái, đúng không? Cứ tưởng cho ngu đã có bạn gái, nghe này. 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 1. 기현 씨, 비가 오는데 우산을 안 가지고 왔어요? 가지고 왔는데 지하철에서 우산을 못 꺼내렸어요. 제가 우산이 있으니까 같이 씁시다. 그리고 앞으로는 버스나 지하철을 내리기 전에 물건을 꼭 확인하도록 하세요. 네. 그럼 지하철역까지만 같이 가주세요. 2. 이따가 정우 씨에게 데이트 신청을 할 거예요. 무슨 말을 하면 좋을까요? 정우 씨요? 정우 씨는 여자친구가 있어요. 아, 그래요? 저는 정우 씨한테 여자친구가 없는 줄 알았어요. 정우 씨는 그 여자친구하고 2년 동안 사귀었어요. 3번. câu 1 là chọn gì? A, B, Câu 1 là chọn C. C. Câu 2. Câu 2 là chọn B. Rồi, lại nghe lại nào. 2번. 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 1. 희은 씨, 비가 오는데 우산을 안 가지고 왔어요? 아, 희은, trời mưa mà không, mà không mang ô à, mang ô đi sao? à, mang ô đi à. Gạch고 왔는데 지하철에서 우산을 놓고 내렸어요. À, tôi mang đi nhưng mà để ở Nhưng mà trên để ở trên tàu điện tàu mất rồi. ngầm. 제가 우산이 있으니까 같이 씁시다. À, tôi có thì tôi có ô cùng đi đi, đúng không? 그리고 앞으로는 버스나 지하철을 내리기 전에 물건을 꼭 확인하도록 하세요. À sau này làm sao? Trước Sau khi này mà là xuống, trước khi xuống tàu điện ngầm trước khi hay là xuống xe tàu buýt, hoặc xe buýt thì phải xác nhận xác đồ. nhận đồ vật À. trước khi xuống. Ê. 그럼 지하철역까지만 같이 가주세요. Vậy cho tôi đi, à, đi cùng Đi đến tận, cùng à, chỉ cần đến gần gì đấy, chỉ cần cho tôi đi đến cái ga, ga à, ga tàu tàu điện. điện ngầm thôi, đúng không? Ừ. Rồi số 2. 이따가 정우 씨에게 데이트 신청을 할 거예요. Chút nữa tôi sẽ gì, yêu cầu cho Để ngu làm đăng sao, ký. à, đăng ký hẹn hò với cho ngu, đúng không? Muốn nói gì hay À nói gì chuột cho, à cáo? nói gì cho, Nói gì thì tốt. nói gì thì tốt Muốn đây, à nói gì thì ngầu đây. Tiếp Trọng Hữu cho ngu á, Trọng Hữu 씨는 여자친구가 있어요. 아, 정우 đã Mang có gì, ô có bạn gái rồi có à? bạn gái rồi. À, kìa. Ờ, vậy á, Chồng 정우 씨한테 여자친구가 없는 줄 알았어요. tôi tưởng trong Vậy à, tôi cứ tưởng rằng trong U chưa có bạn gái. à, chưa có bạn gái. Tiếp. 정우 씨는 그 여자친구하고 2년 동안 사귀었어요. À đã gì, Châu đã gì làm quen với bạn gái đến được Được, trong vòng 2 năm. trong vòng 2 năm. 3번. À, vậy là chọn C và B đúng không? Ok.
Đó. Tiếp theo, Quyến nào, Quyến đâu, Quyến gì? Nói chưa nào? Nghe chưa Quyến. này? Rồi, ok, to rồi đấy. Nào, câu Chắc 1 nãy này. em dùng máy này nó bị ấy. Nào, câu 1 là gì đấy? Nằm say song, song đây là gì? Nam chai Song đây là họ đúng không? Họ của con trai họ là họ con trai là họ Kim, họ Kim. Tiếp, người con trai làm màu sao đây? Giò cha thèm mù nê. Vì vì con gái cho nên gì? Hoa can là gì ta? Hoa can là ta là gì? vì là con gái nên Hoa Kanata là tức giận, mong nên tức giận. tức giận. Số 3 nào, ở Hàn Quốc làm sao? Bình thường thì từ dưới người ta phù chó giò. Phù chi tà là Xin dính, dán, dán cái từ si vào đằng sau từ xin son. Và đằng, bình thường gắn cái từ si vào đằng sau cái từ son, son là họ đúng không? Rồi họ người ta gọi, rồi người ta gọi, rồi người ta nói. Câu 2 này, hãy chọn cái phù hợp nhất giải thích về Kim Si. Kim Si ở đây thì từ dưới là câu nói mà gì có thể sử dụng đối với có người thể chứ. sử dụng đối với người trên đúng không? Ừ. Tiếp, Vâng. nếu gọi là Kim Si thì người ta nghĩ gì? Thì người Hàn Quốc người ta nghĩ không Không vui. khi bun đá bư Không ghê, vui. người ta nghĩ không có vui đúng không? Tiếp, nếu gọi tôi là Kim Là Si Kim Si thì thì cái người gọi này Phú Đu Nân Saram này thì thường sẽ là người người dưới so với tôi đúng không? ui. Tiếp, người con gái làm sao đây? Phải gọi người con trai là Bồ Đào Cô là gì? Người con gái và con trai là gì ạ? Rồi nghe nhé. Đề화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. Kim Si, 안녕하세요. 여기 앉으세요. 네? 지금 김씨라고 했어요? 왜요? 선생님 성이 김 아니에요? 맞아요. 하지만 한국에서는 보통 성 뒤에 씨를 붙여 말하지 않아요. 아, 그래요? 우리나라에서는 성만 부르기도 해요. 김씨, 이것은 윗사람에게는 쓰지 않고 나와 비슷하거나 어린 사람에게 쓸수 있어요. 그리고 김씨 이렇게 부르면 한국 사람들은 보통 기분 나쁘게 생각해요. 아, 죄송합니다. 그런 줄 몰랐어요. 몰라서 그런 거니까 괜찮아요. 하지만 다음에는 다른 사람들을 이렇게 부르지 않도록 하세요. 이. Chọn cái gì là số 1 đúng hay sai? Một đúng ạ. Chọn là Kim tiếp 2. Năm người con Người con trai đã tức giận vì người con gái. Có tức giận không? trai ạ. Hình như không. Tiếp số 3. Hàn Người Quốc bình Hàn thường gắn từ si vào sau son. sao họ Cái này cũng cũng sai, không ai gắn ai chi với con cả. Câu số 3 là câu mấy ABC và câu nào? à Kim Chọn cái nào? ABC. ABC Chọn cái nào đây? không biết Sao có B nhỉ? Có B. B B nghe lại nhé. 3번 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 김씨 안녕하세요. Chào, chào anh Kim đúng không? Kim,여기 chào anh.앉으세요. Mời ngồi xuống đây này. 네? 지금 김씨라고 했어요? Cái gì? Bạn gọi tôi là Bạn gọi Kim tên Si này à? Bạn Kim gọi tôi là Kim Si à? à? Vậy? Vô sao sao thế sao thế선생님 성이 김 아니에요? họ của thầy không phải là Kim mà Họ không gọi phải là đây không Kim phải à là Kim. Maja요. đúng rồi 하지만 không. 한국에서는 보통 성 뒤에 씨를 붙여 말하지 않아요.
À, bình thường người ta gì? Không gắn si vào sau, không trong không kho. gắn si vào sau cho À. sau À, 그래요? 왜 à. vậy à.우리나라에서는 덕만 부르기도 해요. À, ở đất nước tôi cũng chỉ cần gọi gì à, cũng chỉ gọi là kim thôi à, gọi chỉ gọi là son, Kim là gọi thôi. là họ thôi. Ý là đất nước tôi cũng chỉ họ gọi họ thôi, gọi một tên họ là xong đúng không? Kim 씨, 이것은 윗사람에게는 쓰지 않고 Cái từ kim chi đấy thường sẽ không gì ở quý sara mình cái sư chỉ hẳn cô không dùng cho người trên đúng không, không dùng cho người trên, vâng.나와 비슷하거나 어린 사람에게 쓸수 있어요. dụng cho người cùng tuổi và cùng người tuổi. 어른 hơn thôi đúng không?그리고 김 씨, 이렇게 부르면 한국 사람들은 보통 기분 나쁘게 생각해요. À, nếu gọi là kim si thì người Hàn Quốc họ không nghĩ không có vui đâu đúng không? Sẽ à, Vâng. kim si là tôi xem các hiểu. À, 죄송합니다. 그런 줄 몰랐어요. À tôi không biết như vậy.몰라서 그런 거니까 괜찮아요. À không biết lên như vậy không sao hết đúng không?하지만 다음에는 다른 사람들을 이렇게 부르지 않도록 하세요. À rồi sau này không được gọi người khác như thế này nữa. Khác như thế nữa. Y. Vậy là đúng sai sai. Và cái chỗ số 3 này thường con gái sẽ gọi thầy, à, gọi cái ông này là gì? Kim Si. Ờ, đâu phải gọi là gì, nó đang gọi là kim si thì bây giờ mình phải sửa thành thành gì, kim 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 sanim, gọi thành kim 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 son Sa-sa-nim. son Sa-sa-nim. kim, phải là kim sanim, phải gọi là kim sanim chứ không được gọi là kim si đúng không? Tiếp theo à, bài dưới này vẫn còn hai bài nữa cô, bài dưới này là ai đây, Thảo nào, Thảo Si. Nè. Là có một là người con trai làm sao đấy, đã thì o son xin suru hết gì cả, đã mắc lỗi à, đã mắc Đã mắc lỗi lỗi gì khi ở nào? Hàn Khi Quốc nào ở Hàn Quốc? rồi là gì đấy, à nó cứ tưởng là gì đấy, à chưa là à, cứ tưởng là gì à, nu cu từng chi dù là ai, nu cu từng chi là dù là ai, à, anh ta là ngồi, Cứ tưởng dù là là ai ngồi vào không cái không chỗ gì, ai. không không phải không ai mà Không một dù là ai. ai nhá, an tà là ngồi không phải là không nhá, an hờ mới là ngồi à, là không, đây là ngồi, tôi cứ tưởng là dù là ai cũng có thể ngồi được vào kiểu lô sóc là người người kiểu cái chỗ người già người tàn tật đấy à. Cứ tưởng ai cũng ngồi được vào cái chỗ người già này ở trên tàu hoặc là xe buýt đúng Ở không, tàu họ nó sẽ biết. à, sao mình điền cái gì vào đây không biết này, vì không biết nên đã thì đây này là từng thì phải cứ mình nghe tà là nộp tiền phạt đúng không, phải cứ mình tiền phạt. Câu 2 này, hãy chọn tất cả cái đúng này. Câu A là gì đây? À, tôi đã làm sao đây? Xin su đơn bản đi hết mì tả. Đã gì đây? Xin su. Xin su đây là mắc lỗi. À, đã mắc lỗi nhiều trong lúc gì đây? Mong lỗi nhà À, sinh sống ở, khi mà du học Hàn Quốc. sinh và du học Hàn Quốc. Câu B là nhờ vào gì? Hàn Quốc chinh ngu tươi học của nhé. Nhờ Nhờ vào gì? vào các bạn Hàn Quốc À, nhờ vào các bạn Hàn Quốc cho nên là gì? mà sinh hoạt À, nhờ vào bạn Hàn Quốc cho nên thì đã trở nên quen, ít xúc hay chi ta là trở nên quen với cuộc sống của Hàn Quốc. Còn số C là gì? Cái chỗ này, chỗ dành cho người già ở trên tàu hoặc xe buýt thì là gì? À, được ngồi khi có được trả đi cả. ngồi khi mà Có chỗ, khi có chỗ đúng không? Khi có chỗ mình vẫn được ngồi. là Rồi nghe này, nghe, nghe được điền thành.들어봅시다. 이 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 또한 씨, 이제 한국 생활에 많이 익숙해졌죠? 네, 한국 친구들 덕분에 많이 익숙해졌어요. 처음에는 모르는 것이 많아서 실수하는 일이 많았는데, 요즘에는 그런 일이 별로 없어요. 오늘은 어떤 실수를 했는데요? 저는 지하철 경로석에 누구나 앉아도 되는 줄 알았어요. 전에 지하철 경로석에 앉는 바람에 어떤 할아버지께 크게 혼난 적이 있어요.
지하철이나 버스에 경로석이 있는데 그 자리는 할아버지, 할머니, 그리고 몸이 불편하신 분이 앉는 자리예요. 그러니까 그 자리는 자리가 있어도 앉지 않도록 하세요. 그건 한국의 유학원 학생들에게 꼭 알려주도록 해야겠어요. 필요한 정보니까요. 네, 그리고 또 알아야 할 것이 있어요. 쓰레기를 버릴 때 그냥 버리면 안 돼요. 쓰레기 봉투를 사서 그 안에 쓰레기를 버려야 해요. 저는 처음에 쓰레기를 그냥 봉투에 버려도 되는 줄 알았어요. 하지만 쓰레기를 그냥 봉투에 버리는 바람에 벌금을 낸 적이 있어요. 아, 그래요? 여러 가지 실수 때문에 이제 한국 사람이 되었군요. 3번. 자, chọn câu mấy nào? À, câu 2, chúng ta chọn câu 2 chứ ABC chọn nào? A. A đúng không? C. A và C. Bây giờ mình nghe lại rồi điền vào trên này cho thầy nhé. E. 들어봅시다. E. 대화를 잘 듣고 질문에 답하십시오. 두한 씨, 이제 한국 생활에 많이 익숙해졌죠? 응. Bây giờ bạn đã quen gì với cuộc sống Hàn Quốc nhiều rồi chứ? 네. 한국 친구들 덕분에 많이 익숙해졌어요. 응. Và bạn nên là đã gì? Trở nên quen quen nhiều rồi, đúng không? 처음에는 모르는 것이 많아서 실수하는 일이 많았는데. 아, lúc đầu là gì? 모르는 거 많아서 실수 많이 했어요. 아, 지. Vì nhiều gì, vì nhiều cái không biết cho nên đã gì mắc lỗi, đã mắc lỗi. Mắc lỗi nhiều. 요즘에는 그런 일이 별로 없어요. Nhưng dạo này làm sao? 그런 일이 별로 없어요. Nhưng dạo này lại không có cái việc như thế nữa. 전에 어떤 실수를 했는데요? À, bạn đã gì? 어떤 bạn đã mắc lỗi thế nào? À, đã, bạn mắc lỗi gì? 저는 지하철 경로석에 누구나 앉아도 되는 줄 알았어요. Tôi cứ tưởng là cái chỗ dành cho người già trên tàu mình sẽ biết đó thì ai ngồi cũng cũng được. 전에 지하철 경로석에 앉는 바람에 어떤 할아버지께 크게 혼난 적이 있어요. 아, tôi đã bị một tí han 할아버지가 크게 혼났어요. Đã bị một ông chú là gì? À, một ông han 할아버지가 크게 혼났어요. Honata là bị mắng. Câu này cô điền, thầy nghe lại. Nghe lại. 저기 앉는 바람에 어떤 할아버지께 크게 혼난 적이 있어요. 아, tôi, thì oton vì là oton, có một ông già là đó đã chửi tôi đúng không? Cứ kêu hôn lát rồi. 아, 지하철이나 버스에 경로석이 있는데 그 자리는 할아버지, 할머니 그리고 몸이 불편하신 분이 앉는 자리예요. À, ở trên gì tàu và trên xe buýt nó có một cái dành cho người già đúng không? Thì chỗ đấy sẽ làm sao? Dành cho người già này, ông bà già này, à gì cho những người mà bất tiện về cơ thể ngồi, những người tàn tật đấy đúng không? 그러니까 그 자리는 자리가 있어도 앉지 않도록 하세요. Vì thế nên là chỗ đấy dù có chỗ cũng không lên, không nên ngồi. Không nên ngồi. 그건 한국의 유학원 학생들에게 꼭 알려주도록 해야겠어요. 오, cái đó nhất định phải cho du học sinh toàn quốc biết. 필요한 정보니까요. Là thông tin cần thiết mà. 네. 그리고 또 알아야 할 것이 있어요. À, là cái 또 알아야 있어요. Có cái mà phải biết nữa này. 쓰레기를 버릴 때 그냥 버리면 안 돼요. À, vứt rác. Cứ thế vứt đi là không được. 쓰레기 봉투를 사서 그 안에 쓰레기를 버려야 해요. Phải mua túi, túi rác rồi bỏ vào trong đấy. 저는 처음에 쓰레기를 그냥 봉투에 버려도 되는 줄 알았어요. À, trước đây tôi cứ nghĩ rằng là gì? À, 그냥 gì ấy? 그냥 봉투에 버리는 줄 알았어요. 하지만 쓰레기를 그냥 봉투에 버리는 바람에 벌금을 낸 적이 있어요. 아, nên là cứ thế bỏ, vì là cứ thế bỏ rác vào túi cho nên là đã bị từng đã từng bị nộp phạt đấy. 아, 그래요? 왜? 여러 가지 실수 때문에 이제 한국 사람이 되었군요. 3번.
chỗ này là nó có gì nhỉ? 버려도 되는 버려도 되는 줄 nữa, 되는 줄. Để cho nghe lại chỗ này. 다음을 그냥 봉투에 버려도 되는 줄 알았어요. 하지만 저는 처음에 쓰레기를 그냥 봉투에 버려도 되는 줄 알았어요. 그냥 하지만 쓰레기를 그냥 봉투에 버리는 바람에 벌금을 낸 적이 있어요. 아, 그래요? 여러 가지 실수 때문에 이제 한국 사람이 되었군요. 3번. 다음을 잘 듣고. 네, 오케이. Cái câu này là câu chọn cái đúng này đã mắc lỗi nhiều này. Cái câu C là câu sai, đều chọn là A, B chứ. Nhờ bạn bè đã trở nên quen với câu C là ngồi vào chỗ ngồi cũng được là sai. Rồi tiếp nào, phần câu cuối nào, câu cuối nào, ai đây? À, Hoan nào, Hoan nghe thấy câu cuối này. Số 1 là gì? Tôi gì đây? Vì một là do, vì không biết được cái gì đây? Vì không biết tí. Dì cho là lễ tiết, là lễ nghĩa ăn uống đúng không? Lễ nghĩa trong ăn uống à, nên và đã bị giáo sư mắng, đã từng bị giáo sư mắng. Tiếp. Và câu 2 là khi mà không có thời gian thì đầu tiên người cái người đến đầu tiên thì thích cái việc thì đây là khi không có thời gian thì à, vì chúng ta lên ăn uống à, những từ những cái người ý là những cái người mà đến trước ấy thì cũng nên nên ăn trước đúng không à, đó. Tiếp này ở Hàn Quốc làm sao đây à, ở Hàn Quốc thì những người à, vì Saram à, những người trên này sau khi bắt đầu à, xích xa là ăn uống thì mới có thể phải ăn đúng không? À phải người trên ăn trước mình mới được ăn. Rồi nghe này. 내용이 같으면 O, 다르면 X 하십시오. 한국에서 한국 사람들과 식사를 할 때 알아야 할 것이 있습니다. 먼저 윗사람이 먼저 식사를 시작한 후에 식사를 해야 합니다. 저는 우리 과 교수님들과 선배들과 같이 식사를 한 적이 있습니다. 그때 저는 먼저 온 사람이 식사를 해도 되는 줄 알았습니다. 어른들이 많은 자리였는데 제가 제일 먼저 음식을 먹어서 교수님께 혼이 났습니다. 윗사람이 먼저 식사를 하는 것, 이것이 한국에서는 꼭 지켜야 할 예절이었습니다. chọn cái mấy câu 1 đúng hay sai? Câu 1 là đúng ạ. Đúng. Câu 2? Câu 2 em chưa nghe rõ. 3. 3 đúng không? Nghe lại nhé. 3번. 다음을 잘 듣고 내용이 같으면 O, 다르면 X 하십시오. 한국에서 한국 사람들과 식사를 할 때 알아야 할 것이 있습니다. 아, có cái mà phải biết khi mà gì ăn uống cùng với người Hàn Quốc. Hàn Quốc ở Hàn Quốc. 먼저 윗사람이 먼저 식사를 시작한 후에 식사를 해야 합니다. Phải ăn uống sau khi vì sau khi người lớn ăn à, dùng bữa đúng không? 저는 우리 과 교수님들과 선배들과 같이 식사를 한 적이 있습니다. Tôi đã từng đi ăn uống cùng với giáo sư với và giáo sư các tiền bối trong khoa. 그때 저는 먼저 온 사람이 식사를 해도 되는 줄 알았습니다. Tôi cứ tưởng là người ai đến trước thì người thì ăn trước. 어른들이 많은 자리였는데 제가 제일 먼저 음식을 먹어서 교수님께 혼이 났습니다. 아, ở đây có rất là nhiều người lớn. Tôi đã ăn trước và cuối cùng bị giáo sư hôn la tà bị mắng. 윗사람이 먼저 식사를 하는 것, 이것이 한국에서는 꼭 지켜야 할 예절이었습니다. 아, chúng ta nhất định phải tuân thủ một cái gì lễ nghĩa ăn uống là gì? À, người lớn phải ăn trước. Ăn trước. Vậy số 2 là khi không có thời gian lên ăn trước thì tốt. À, câu này sai đúng không? À, câu này sai, xin lời không? Rồi, ok, đó. Hết bài 8. Đó, ta sang bài 9 nào, sang bài 9. Từ mới bài 9 nào. Diệp đọc cho thầy từ mới bài 9 nào. Nè. Okay, into tech.
Yon rip to tag un room pira chon se chon se ha suk un se cha chui bu chom san so ke so chung ke so quê giác so giác so quê giác cơm bổ chân cơm Isa chim sen tho hô chang Isa chang Isa chip pin gu ha ta chip pin gu ha ta chip pi na ka ta chip pi na ka ta quê giác ha ta giao hà ta chân cơm ăn chỉ rửa ta chỉ rửa ta chỉ mưng sa ta chỉ mưng xịt ta chỉ mưng ổn khi ta chỉ mưng phun ta chỉ mưng chống ri hà ta tiếp phù yên lo nam hiệp chip mà tăng chú cha trang kẻ phion nàn băng trùng an nàn băng rồi ok trả lời xong cuối bài mi nào mi đọc thầy cuối bài nào karubinu quan sức nan bang bi dobo dokkeun dolita munni hada munni lap le i munni hada boham gaib daeumeun sulita unsi geda tiếp theo Phương Anh nào Sarachita. Seche. Sinjuk. An simhada. Yokseun. Yu chong hada. Isabiyong. Iyut. Chorom hada. Chokung hada. Tiếp nào Quyến nào, Quyến đọc đây nào. Tròn mang. Tròn nét thề sang. Tròn công hà ta. Kỳ công hà ta. Chú biên. Thân chồng. Chú thét ca. Chịp tình đi. Tha xôn tuy ta. Passion data. Pion we season. Pionisar. Hekion data. Hekion data. Nào vào ngữ pháp nào. Ngữ pháp có cái gì nào? Bốn ngữ pháp. Hôm trước cái cấu trúc ân điển chul ải tà mô rư tà ta học là thì cứ tưởng rằng không nghĩ rằng đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ học cấu trúc một nghĩa thêm một nghĩa nữa nhé. Hôm trước học cứ tưởng rằng không nghĩ rằng, hôm nay học thêm một nghĩa này. Ân điển chul ải tà và mô rư tà nghĩa là biết cách làm gì đấy. Biết cách làm gì đó. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa thể hiện là chúng ta biết phương pháp làm một cái việc gì đó. Ví dụ là tôi biết là nấu ăn Hàn Quốc này, tôi biết chơi bóng đá này, tôi biết nói tiếng Anh này, tôi biết làm gì đấy, ý là biết phương pháp làm gì đấy, đúng không? Biết cách làm gì đó. Nhá. Nó khác với cái hôm trước là cứ tưởng rằng và không nghĩ rằng. Đây, nhớ cái nghĩa như thế cho thầy là được. Đây là đi dịch cái câu ví dụ đầu tiên này.
Thảo nào, Thảo đọc cho thầy câu đầu tiên là cho nên. Nên. Cho nên 한국어로 계약 서른 쓸 줄 몰라 몰라요. Dịch là gì? Tôi gì đấy? Tôi không biết. À, tôi không biết cách gì? Biết cách sư tả là viết, tôi không biết cách viết. Viết gì? Kiak so là gì? Hợp đồng. Tôi không biết viết cách tôi không biết cách viết hợp đồng bằng tiếng. Hợp đồng bằng tiếng Hàn. Đúng rồi. Chúng ta dịch như thế, tôi để không biết cách viết hợp đồng bằng tiếng Hàn. Rồi tiếp theo, Hoan câu tiếp theo nào. 와시는 피아노를 칠 줄 알아요? bạn Hoa biết chơi piano chứ? Hoa biết chơi Hoa biết cách chơi piano chữ chứ đúng không? Hoa biết chơi cách làm biết chơi piano chữ, ok. Tiếp là Diệp. Nè, 한국에 오랜 살았지만 한국 노래는 부른 줄 몰라요. Là gì đấy? Tôi đã gì? 살았지만 có hai vế, tôi đã sống ở sống lâu ở Hàn Quốc. Nhưng tôi không biết cách hát bài hát Hàn Quốc. Tôi không biết hát bài hát Hàn Quốc. Rồi tiếp là Mi. Nè. 집은 집들 때 집들이 때 집들이 아 집들이 때 한국 음식을 준비하는 게 어때요? 저는 한국 음식을 만든 줄 모르니까 다른 음식을 준비할게요. 나비 khi tân gia, 집들이 là tân gia. Tân gia. Khi tân gia thì chúng ta lên chuẩn bị món ăn. Hàn Quốc thì thấy thế nào, ó téo là như thế nào, đúng không? Ta bảo tôi gì, vì tôi làm sao đây, không biết. Tôi không biết nấu món ăn Hàn Quốc. Làm món ăn Hàn Quốc cho nên là tôi sẽ chuẩn bị món ăn khác. Món ăn khác. Rồi ok, tiếp theo. Phương Anh, Suyong. Suyong Han chun an seyo. Suyong Han. 준 안지만 요금 다니는 다 지어서 할 수 없어요. Là vì bạn có biết gì đây? Bơi không? Tôi biết. Tôi biết bơi. Nhưng dạo này vì Tà chi tà là gì? Tà chi tà lại bị thương. Tà chi tà bị thương ở chân. Dạo này bị thương ở chân cho nên là không có đi, không có bơi. Không bơi. Ở dưới này có chú ý, nó ghi là sự khác biệt với ân si hiền su y tà bọc tà. Ân si hiền su y tà bọc tà là nó đang nói về khả năng, năng lực mình không thể làm được một việc gì đó. Còn ở đây là ân si hiền su y tà mù rư tà là không biết và biết và biết cách làm gì đó. Nó khác nhau nhé. Ví dụ như 지금 바로 떠날 수 있어요. Tôi có thể rời đi ngay bây giờ. Nhưng chúng ta không thể nói là 지금 바로 떠날 수 있어요. Bây giờ tôi biết cách rời đi, không thể nói như thế được, đúng không? Đấy. Thực ra nó cứ phân biệt thôi, chúng ta cũng thảo thì phân biệt tiếng Việt của mình rõ ràng luôn, đúng không? Tiếp theo sang cấu trúc thứ hai, chúng ta sẽ có danh từ e, vì, he, so. Cấu trúc này là bằng với cấu trúc gì? Danh từ bồ ta ấy, nghĩa là gì? So với, đúng không? So với, hoặc là hơn gì gì đấy, đúng không? So với, đúng không? Cũng giúp bố ta học ở bài 1 của sơ cấp 2 đấy, đúng không? So với cái này thì thế nào đấy, đúng không? Đây, chúng ta đi tìm ví dụ này, sẽ ra cái cụm ngữ, cái nghĩa này này. Lúc đấy là ai rồi? Là Quyến nào? Quyến thì đọc cho thầy câu đầu nào. 요즘은 전세에 비해서 운세가 다 많나요? Tho bản này rồi, tức là tho, đọc là tho, tho bản này rồi. Có bản dạng này thì e p h so trước này, so với thì so với cái gì đấy, tròn c là tiền gì, tiền thuê trước, tiền trả trước, đúng không?
So với tiền trả trước thì tiền trả hàng quần xe là tiền tiền trả hàng hàng tháng đúng không? Hàng tháng trả thì hàng tháng to mà nhiều nhiều hơn nhiều hơn rồi tiếp à, Thảo câu tiếp theo khá kéo ghê kia đó nè khá kéo ghê vì thế sao bùm chi li cho nên còn cả thầy ừ, so với gì đây so với khá kéo là giá cả so với giá cả thì so sao với giá cả thì chất lượng có vẻ là chất lượng có vẻ là tốt ừ, rồi ok tiếp thu hà si câu tiếp theo phung si song job ê phung si song kéo kê bìa sò hương si song kéo kê thò thò hay cải ô so với tính cách thì so với tính cách của phung thì hương và tính cách của hương tính cách của hương thì sáng sủa hơn kiểu vui vẻ hơn vui vẻ hơn gọi là vui vẻ hơn sáng sủa hơn vui vẻ hơn tiếp nào Hoan AB nào Duan Sinen Duan Sinen về trả truy rừng son thế hà sốt sỏi ốc hà sốt kê phi hê sò trả truy ca tỏ phion hân ở cặp thả sò dục và bạn Tuấn tại sao lại lựa chọn nó tự nấu ăn à tự nấu ăn so với ở trọ với chủ so với ở trọ thì tôi nghĩ là tự nấu ăn thì thuận tiện hơn. Thực ra đây nó là hai kiểu nhà trọ đúng không? À, cái kiểu ha súc là ở ở trọ với ở trọ cùng với chủ đúng không? À, chủ nấu ăn cho đúng không? Còn cái ha suy này là ở thì ở kiểu giống như là một cái phòng như ở Việt Nam mình ấy thuê một cái phòng tự nấu ăn tự làm các thứ đúng không? So với ở thì à, so với ở với chủ thì chúng ta ở nhà trọ tự túc thì các cảm giác là sẽ thoải mái hơn đúng không? Rồi ok Diệp là Diệp IB nào? Nè, Luyến Si, Chô Cơm, Chọn Nè, Ả Rà Phôn, Chị Phân, Ở Tết Sói Ố. Bổ chứng cơm mi, San, Có Xe, Bì Hè So, Nọt Cô, Khẻ Cất Hẹp, Bố Yót Sói Ố. Nghĩa là Luyến, Luyến à, cái ngôi nhà mà vừa, và vừa xem trước đó thì thế nào? Rồi, so với... So với việc là tiền thì đấy bổ sung cơm là tiền đặt cọc rẻ tiền đặt cọc rẻ thì nó rộng và sạch sẽ và trông có vẻ rộng và sạch sẽ đúng không đấy vậy bây giờ so với là so với bằng với bồ ta nhá tiếp theo chúng ta cộng cấu trúc là ki và ran mì ta động từ cộng với ki cái này từ rất này có thể có không có được thả ra ta chúng ta dịch là mong rằng hoặc là thể hiện là gì à, câu chúc 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 bạn làm gì đấy đúng không à cũng được nhé. Mong rằng hoặc là chúc à, cái câu này thể hiện là mong à, sự mong muốn kỳ vọng của mình về một điều gì đó à, tôi mong bạn là làm thế này tôi mong bạn làm thế kia thực ra cái câu này chúng ta có thể thay thế bằng cái ư seo đúng không có nghĩa sấp xỉ giống gần giống với cái từ ư seo cái ư seo này nó là câu mệnh lệnh hãy làm gì đấy đi đúng không hoặc là chúc làm gì đấy cũng được này hoặc là xin mời cũng được này đúng không thế nhưng mà cái UTO nó sẽ mang ý nghĩa là kiểu mang ý trực tiếp ra lệnh đúng không? Còn khi đơn paramita nói sẽ nói ở một cách lịch sự hơn thì thường lịch sự người ta hay nói ở trong ví dụ trong một buổi phát biểu một cuộc họp hay là một hay là viết mail hay là ở trong văn bản mang tính lịch sự thì người ta sẽ dùng là khi đơn paramita ví dụ thay vì việc là tôi mời ông A đi lên sân khấu để phát biểu thì mình hay nói là Mutero nào OCO và dùng như thế thì cũng được hãy đi lên sân khấu đi đúng không? Thế nhưng mình sẽ nói là gì Mutero Nawa Chushiki Paramita tôi mong bạn đi lên sân khấu giúp tôi đấy thì nghe nó sẽ lịch sự hơn nhá lịch sự hơn đó cũng là câu chúc nữa nó cái Kirin Paramita nó cũng thể hiện câu chúc nữa đây chúng ta đi tỉnh ví dụ này sẽ hiểu rõ này cái câu đầu tiên là lúc đấy là ai ấy nhỉ vừa trên là chúc rồi à Diệp rồi đúng không giờ đến Diệp à đâu vừa nãy là em à giờ đến Mi nào Mi hang sang còn gan ha si kirin param nida à nghĩa là gì à câu này có gì là chúc được tôi chúc bạn gì luôn luôn còn gan à luôn luôn mạnh khỏe tôi chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe đúng không rồi tiếp là Phương Anh tôi so quan để so nên chú Yong Hi He Chu Si Ke Si Si Ki Paramita
ở thư viện thì mong mọi người sao đấy, yên lặng, à giữ trật tự, yên giữ yên lặng đúng không? Rồi ở trong thư viện mong mọi người giữ trật tự. Rồi tiếp quyến câu tiếp theo, phô trang y sa đơ, phô trang y sa đơn, y sa đơn ha si rìa ni y sa si sen thoro y sa chim sen thoro mun munwe amuni he susike ajusike paramita paramita paramita. Nó bảo nếu muốn thì đấy, ha si đẹp nhá, nếu muốn thì phô trang y sa, nếu muốn hô trang là có nghĩa là đây là chuyển nhà chọn gói nhá, phô trang y sa là chuyển nhà chọn gói. Nếu muốn sự nếu muốn là chuyển nhà chọn gói thì mong bạn hãy gì đấy, mong bạn hãy muni là hỏi, muni ha ta là hỏi, hãy liên hệ cho cái trung tâm chuyển, trung tâm chuyển nhà, chuyển nhà. Chuyển nhà. Rồi thảo si baby nè chip tư rie và chú sơ sơ trong ma của ma vừa rồi isa chúc ca chúc ha tư rồi an sang hạnh phúc ha si ki à ba ram mi ta anh dịch nè, dịch nè, à cảm ơn vì ơn cảm ơn vì đã gì qua qua chúng ta đã đến cái bị tiệc tân đến... gia đúng không, à cảm ơn vì đã đến tiệc tân gia, nó bảo là thế chúc mừng gì đấy, à chúc mừng y sa là chuyển chuyển nhà, tôi chúc mừng chuyển nhà và mong bạn đi luôn luôn, luôn chúc luôn bạn chúc bạn luôn luôn hạnh phúc, chúc bạn luôn luôn hạnh phúc. Rồi tiếp nào, Thu Hà nào, cô cuối nào, để lê bi thò cá thế. 에리 페이터가 고상이 나던데 어떻게 하지요? 오른쪽 있는 계단을 이용해 주시기 바랍니다. 아, 뭐지 đây? Cái thang máy. Thang máy bị hỏng do xảy ra sự cố ạ. Làm thế nào bây giờ? Bị hỏng làm thế nào đây? Là bạn mong bạn là gì? Mong bạn sử dụng cầu thang bộ, bộ ở bên phải. Ở bên phải, rồi đấy. Nó chỉ cần mong rằng hoặc là chúc đúng không? Tiếp này, amute, amu, chúng ta có một amu này. Danh từ ina, amu cách được danh từ ina. Chúng ta dịch là bất cứ cái gì đấy. Cái này ở đằng sau có thể dùng phủ định, à phủ định hay khẳng định đều được hết đúng không, thì là bất cứ cái gì đó có nghĩa là nó không liên quan gì, nghĩa là bất cứ cái gì cũng được, bất cứ người nào cũng được, kiểu như là mình làm cái gì hay bất cứ ai, bất cứ cái gì, hay là dù làm bất cứ cái gì, gặp bất cứ ai, hay làm bất cứ cái gì luôn luôn đấy, thì phía trước nó như thế thì phía sau nó cũng không có gì liên quan đúng không. Thì thường nhá, thường amu danh từ ite ina này thì nó có những cái gì, những cái danh từ giống là như là giống như là dùng cửa miệng ấy, à chúng ta hay dùng ấy, ví dụ như là amu, chúng ta có hai amu, amuna là bất cứ ai đúng không, bất bất cứ ai đấy, hoặc là gì amu amu kona bất cứ cái gì đó, hoặc là amu ena bất cứ đâu. Hoặc là à mu te te na là bất cứ khi nào. Đấy, ta có những cái từ này nó hay dùng lắm nên chúng ta chỉ cần nhớ mấy từ này, còn lại thì chúng ta có thể cộng với các danh từ khác vào cũng được nhé. Các danh từ khác cũng được. Đây, đi dịch ví dụ đi, chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện rất là nhiều này. Ví dụ đầu tiên là Hoan nào, Việt Nam đến nên, ở Việt Nam đến nên, à một thế là, ý sang cá chi ăn cô, cho ơn nắn nữa, nắn nữa, sau đây hãy so, ý sai hết rồi. Là ngày xưa, ngày xưa bất cứ khi nào, không phải là bất cứ khi nào đều chuyển nhà đúng không?
mà người ta phải đi chọn chuyện ngày tốt để ngày tốt chuyển nhà. Rồi mới chuyển đấy. Ngày xưa không phải là cái từ ca chi hẳn công gì là không phải, nó không phải là chuyển nhà bất cứ khi nào mà người ta phải chọn ngày tốt bắt đầu mới chuyển. Không. Tiếp nào, Diệp. Nè, 배고픈 때 내 창고에서 아무 음식 있나 권해서 주세요. À, khi mà gì đây? Khi đói thì hãy đói. Lấy ở Coneta là lấy ra đúng không? Lấy bất cứ đồ ăn. Lấy bất cứ đồ ăn nào ở trong tủ lạnh ra rồi ăn đi. Ý là lấy đồ nào, ý là ở khi mà đói lấy bất cứ cái gì, lấy cái gì ở trong tủ lạnh ra ăn cũng được, ý là như thế đúng không? Đó. Rồi tiếp là Mi. Cứ về y nên. Chúng yo haki 때문에 아무나 들어갈 수 없어요. Ờ là gì, cuộc họp làm gì rất là quan trọng cho nên không phải bất cứ ai cũng có thể vào. Chúng ta dịch amuna đây là bất cứ ai đúng không? Sulsuop soyo chúng ta dịch là không phải là bất cứ ai cũng có thể đi vào hoặc là bất cứ ai cũng không thể vào được đúng không? Đấy. Tiếp nào, ai nhỉ? Phương Anh. AB. 어떤 집으로 이사한 생각이에요? 글쎄요. 학교 근처라면 아무 때나 좋아요. Là bạn dự định bạn định sẽ chuyển đến ngôi nhà như thế nào? Xem nào. Để xem nào. Nếu nào gần trường thì bất cứ đâu đều được. Rồi ok, tiếp. Quyến nào? Đây. Con chim cha mian. Chul. Yo chim chum hanka hana a hanika amute na oseo. Nó bảo là nếu tìm đến katakata tìm đến khoảng khi nào thì chốn cái đó thì tốt thì được đúng không? Thì tốt. Nó bảo dạo này tôi hơi gì? Dạo này tôi rảnh nên bạn hãy tìm nên là hãy đến bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào đến cũng được. Ở dưới này nhé, chúng ta cái lúc đấy chúng ta có amuna đúng không? Thì ở đây chúng ta có từ amu danh từ to. Thì amu danh từ to này đằng sau nó phải cộng với một động từ phủ định nhé. Đấy, không bất cứ đúng không? Không bất cứ. Đúng không? Không bất cứ cái gì đấy đúng không? Chúng ta sẽ có cái như này nhé. Còn cái amuna kia chúng ta sẽ dùng gì? Dùng cho phủ định hay là khẳng định đằng sau đều được hết, không vấn đề gì. Đúng không? Amu, ví dụ như chúng ta sẽ có amu gì? Amuto này. Amuto là bất cứ ai này. Bất cứ ai, không bất cứ ai đấy. Đúng không? Sau rồi amu koto này. Không bất cứ cái gì. Sau rồi gì? Amu thề tô là bất cứ đâu. Đúng không? Đó. Amuteto là chúng ta không dùng. Đấy, ta có ba cái cần nhớ như này nhá. Thì ở dưới này nó kìa amuto ochimaseyo, đằng sau nó phủ định này. Ochimaseyo là đừng có đến. Amuto là bất cứ ai cũng không được đến đấy, đừng có đến, đúng không? Nhưng mà amuto oseyo thì lại dùng là không dùng được nhá. Chéo, tại vì amuto đằng sau nó phải phủ định chứ dùng oseyo là không được. Tuy nhiên thì chúng ta dùng amuna omen anteo, bất cứ ai cũng không được đến thì lại dùng được, đúng không? Phủ định cũng được, hoặc là amuna oseo, bất cứ ai cũng hãy đến đều được thì cũng không vấn đề gì cả. Đấy, có nghĩa là cái amuna này dùng phủ định hay khẳng định đều được hết, còn cái gì amuto này thì phải gì dùng phủ định chứ không được dùng khẳng định như cái bên bên oseo này, đúng không? Đó, nên chú ý cái này dành nhá. Rồi, đó. Hết ngữ pháp của hôm nay, chúng ta sang phần Hàn Việt, Việt Hàn đi nào. Sang Việt Hàn.
nó cứ bị lưu lại người. Nó lại cứ bị lưu lại. Nó phải xóa hết đi rồi mà. Tika. Rồi, làm dịch nặng. Câu đầu tiên ai đây? Vừa lúc này là ai nhỉ? Quên luôn rồi. Vừa lúc ai đây? À Quyến, giờ đến Thảo nhỉ? Thảo dịch các gái câu này nè. À, lúc đầu đến Hàn Quốc tôi không biết đi tàu điện ngầm. Lần đầu tiên đến Hàn Quốc đấy. Lần đầu tiên là cho ơn. Hàn Quốc. Hàn Quốc. Đến ôn. Ôn te, dùng ôn te khi lần đầu tiên đến Hàn Quốc không biết đi tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm là gì? Chi ha. Chi ha jeon. Lên là tha tà, kết hợp với cấu trúc không biết làm gì đấy, không biết cách làm gì đấy. Tha tha ul tha jul moru layo. Han sum layo. Layo. Tiếp theo Thu Hà, tôi biết đánh máy tính bằng tiếng Hàn từ khi bắt đầu học tiếng Hàn. 처음 한국어를 공부한 때. 아, 공부 하기 시작, 시작할 때. Đánh bằng tiếng Hàn, 한. 한국어로. Đánh máy. Typing, typing. Computer được chi tả, chúng chi tả. Computer chi tả là đánh máy. Thay cũng được, nhưng mà tôi dùng cái từ này đi. Chill. Chill chul à rayo. À chill chul à rayo. Fancy. Khi bạn bè hỏi tôi thì không biết trả lời như thế nào. Chính quân tử đi chói kê chuyên môn hàn tê. Chói kê mù đó. Hỏi tôi đi đen. Biết trả lời. Ở tất kê. Để tao hàn chun mô ra rồi. À, mô ra rồi. À, mô ra rồi. Rồi, tôi biết đi xe đạp từ khi học cấp 1. À, Diệp. Cấp 1 rồi. Chú. Từng học cho. Từng học cho ấy. Te, phù to, từ mà. Từ khi cấp 1 đúng không? À, tôi biết đi. Xe đạp là gì? Nga chon à. Nga chon có đứa. Nga chon gần tha. Tha chú à lá xoay. À đây ồ. Tiếp. So với công ty tôi thì công so với công ty tôi làm trước đây thì công ty bây giờ lương cao hơn. À, mi. Nè. Chọn nè. Chọn nè. Tà nín. Vê xa. Công ty mà đã đi làm. Tà nín tà lại đi làm. So với. Sa e pi hề so. À, thì công ty bây giờ chỉ cơm. Chỉ cơm. Vê xa. À, hoặc là ư, hoặc là tà ni nên phê xa. Nên lương. World Cup. World Cup. World Cup. Y. Đó. Nộp bài rồi. À, nộp bài rồi. Tiếp. À, Phương Anh. So với năm ngoái thì năm nay vật giá đã tăng lên nhiều rồi. Chàng nhon đi. À, chàng nhon. Ê. Chế ca. Vì hệ to. Năm nay. Ổn hề. Ổn hề. Mùi ca ca. Tăng lên nhiều. Bán mi. Bán mi. Tăng. Ổn rát xoay. À, ổn.
올랐어요. 아, 그럼 올라갔어요. 지금 đi lên nhiều. Tiếp nào, Quyến, so với người chị thì người em vừa học giỏi vừa xinh gái, vừa xinh hơn. So với người chị là gì? Quyến đâu nhỉ? Quyến si. Quyến đâu rồi? Không có Quyến thì Thảo nào. Nè. So với người chị là gì? Anni. Anni e. E. Thế sao? Vì thế sao? Vì người em. À, thông sen. Thông sen ư? Vừa học giỏi vừa xinh. Học giỏi là gì? Công du. Đơ. Hai. Ha. Nguyên so là vừa học sinh. Dễ. Yeah. 예뻐요. Thu Hà, so với chợ thì hàng hóa ở trung tâm thương mại đắt hơn nhưng mà chất lượng lại tốt hơn. Thị trường에 비해서. Trung tâm thương mại. Đẹp. Mà. 백화점은 아, 백화점은 물건 hàng hóa là 물건이 đắt. 물건이 비싸. 비만. 비싸지만 품질이 품질이 더 좋아요. 아, 더 좋아요. 띠약. 환. Chúc bạn tuổi mới luôn mạnh khỏe và mọi điều tốt lành. Tuổi mới là gì? Seoul sal. À, Seoul. Nái nhé. Nái ye. Trong từ. À, luôn mạnh khỏe. Hang sang. Còn căng ye. Còn căng ha cô. Không ye. Còn căng ha tà khỏe mạnh. Và mọi điều tốt ngại lành. Mù tinh. Y đi. Chai. Chai duy tà. Mù tinh y là mọi việc, mọi điều. Tốt lành là chai duy tà. Vicky, Vicky bà làm đó. Đây là cấu trúc rất là hay học nhé. Tiếp Diệp thì đây, mong tất cả mọi người trong khoa chúng ta đều tham gia cuộc họp mặt lần này. Các bạn, mọi người trong khoa chúng ta là khoa chúng ta tiếp Uri. Khoa chung ấy phải xa ram từ đơn này xa ram từ đi mồ tu đấy đúng không? Mọi người trong quan chúng ta tất cả đều thì tham gia buổi gặp mặt lần này. Yvon chăm sóc paramita. Các cái bài làm gì ta? Tiếp mi nào? No. Mong những người có quan tâm thì hãy liên lạc cho chúng tôi theo số điện thoại dưới đây. Những người có quan tâm thì nói nào? Quan xin mi nên 사람들이 liên lạc theo số điện thoại dưới đây. Số điện thoại dưới đây. Chúng ta dùng toàn hoa. Dưới đây là đây phản hoa còn rô giỏi các em lucy đi phá đan mì giả. Phương Anh, chúc bạn sớm thích ứng được với cuộc sống ở Hàn Quốc du học sinh hoàn đi. Sớm là Bali thích ứng chọc đi Haram đi ta. Tiếp Quyến đâu? Quyến đi ngủ rồi à? Ra
Ừ, nào cô 13, chỉ cần trả phí thì ai cũng có thể đi vào được đây. À, chỉ cần trả phí thì bất cứ ai, đúng không? Thì là bất cứ ai cũng Bất có thể cứ đi vào đây. Trả phí là gì? trả phí à? Chúng ta cái từ phí vào cửa ấy, ịp trang liêu. Động từ trả phí là gì? Một Dùng từ ne. nè Nem nhon đúng em yên saram Đấy vậy ạ. Nem nhon gì? Bất cứ ai. nè Amun. bất cứ Amuna. nào amuna Có thể đi vào được đây. Giờ khi em do kia từ đó do kia Akashi có thể đi vào ấy. Tiếp nào Thảo đâu bé nhà tôi món gì cũng đều ăn được hết bé nhà tôi bất cứ món gì cũng đều ăn được hết đấy Chê ai nên Ika ở chị Ika ca bất cứ món gì à mu amu kona ứng xích gì à mu ứng xích amu ứng xích món gì kina tha bọc cứ ta mọc có mọc lu cứ số isayo ăn hết đúng không u à tôi thích sách nên bạn tôi lên bạn tặng tôi sách gì cũng được Check cho a ở chỗ a hai cá à hà thịt à mu check kì mu check kì na cho hành thê không cần chọn đây chỉ cần son môi e luôn hết tô thuyền à, tôi thể hiểu đấy dù tặng bất cứ quyển sách gì cũng được tại vì tôi thích sách mà đấy. Rồi về nhà mọi người xem lại cái phần câu này sau việc chép vào vở sau dịch lại xem như nào đúng nhỉ rồi mai đọc ở đây nhé 오늘 여기까지 마치겠습니다 수고했습니다 다음 시간에 다시 봐요